Xin giới thiệu là máy khoan cần mini thương hiệu WDDM. Thì ở đây là cái model là Z3032x7 hoặc là Z3032x7B. Thì chúng ta thấy cái thông số của là máy này nhé. Thì đặc điểm của cái máy này là máy khoan cần mini, tuy nhiên thì nó cũng tương đối là lớn, khoan được tới đường kính là 32 ly, và có khả năng taro được M20 trên gang và trên thép là 16. Rồi, máy cũng có chức năng khoan tự động luôn, có hộp số luôn, mà lại có cái cần rất là lớn như thế này. Chúng ta thấy cái khoảng cách từ trục chính cho đến mặt trụ là nó tối đa là được 700 và nhỏ nhất là 300. Như vậy thì cái thông số này cũng tương đối là tốt. Đối với một cái máy khoan cần mini như thế thì khá ổn rồi. Giá thành cũng khá hợp lý. Rồi, chúng ta thấy ở đây có hai cái model, đó là model 7 và model 7B. Thì chỉ khác nhau là 7B là có làm mát, còn 70 thì không có làm mát. Như vậy thì thật ra nó chênh lệch không bao nhiêu, chúng ta có thể lấy làm mát luôn để mình khoan cho nó tiện. Nó có cái bơm làm mát luôn. Rồi, hành trình của trục chính là được 130mm. Chúng ta thấy hành trình trục chính là 130, còn cái dây tốc độ là từ 100 cho đến 1600mm vòng trên phút. 100 cho đến 1600 vòng trên phút, khá là rộng. Rồi, có cắm cái số tốc độ thì có 8 cấp, và công suất của động cơ là 1001W. Rồi, trọng lượng đóng kiện cũng khá nặng, là đối với cái model không có làm mát là 385, mà model có làm mát là 500kg, đó là trọng lượng máy đó. Như vậy thì trọng lượng cũng khá nặng luôn. Đây, chúng ta xem cái hình của cái máy nhé. Đó. Như vậy thì chiếc máy khoan cần này cũng khá là tiện lợi đó. Chúng ta thay đổi tốc độ bằng hộp số, có thể điều chỉnh được cả khoan và taro. Khoan thì khoan tự động luôn, và đặc biệt là nó có cái cần vươn ra xa. Chúng ta nếu mà làm những cái chi tiết lớn mà có cần cái không gian rộng thì chúng ta sử dụng cái máy khoan cần này là một cái ý tưởng khá là hợp lý luôn. Máy này thiết kế để chúng ta làm những cái việc đó. Rồi, như vậy thì cái máy khoan cần Z3032x7 hoặc là Z3032x7B, cơ bản nó như vậy. Chúng ta có thể xem cái hình đây rất là chi tiết. Rồi, nó là máy khoan cần nhé, thương hiệu WDDM. Rồi.